Ra mắt năm 2013, GTA 5 đã khiến cả thế giới đảo điên và trở thành sản phẩm giải trí có màn ra mắt khủng nhất mọi thời đại, doanh thu hơn 1 tỷ đô chỉ sau 3 ngày phát hành. Dù ra mắt đã 7 năm nhưng độ hot của game chỉ có tăng không giảm, đặc biệt là khi trò chơi được tặng miễn phí trên Epic Game Store, GTA phần 5 lại một lần nữa khuấy đảo làng game. Trong thế giới mở bao la của GTA 5, tồn tại vô vàn bí ẩn mà chắc chắn dù chơi đi chơi lại bao nhiêu lần, anh em cũng sẽ không thể nào khám phá hết được. Cơ mà cũng phải dành lời khen cho Rockstar khi có thể tạo ra được một con game với nhiều thứ để khám phá tới nỗi sau 7 năm trời mà vẫn còn có những người tìm ra được cái gì đó hay ho chưa ai biết đến trong game. Đúng phong cách làm game của Rockstar không thể lẫn vào đâu được. Không dài dòng nữa, sau đây Mi Game sẽ tổng hợp cho các anh em những bí ẩn rợn người nhất trong thế giới GTA 5 mà chắc chắn fan cứng lâu năm nào cũng chưa từng nghe qua. Vào video thôi! Cơ mà trước hết, anh em cũng cần phải hiểu thế nào mới được gọi là bí ẩn trong GTA. Bởi vì không phải cái video nào anh em thấy trên mạng cũng là thật đâu, nhiều khi nó là mốt cả đấy. Nên là để phân loại, cộng đồng thợ săn bí ẩn trong GTA cũng có những tiêu chuẩn riêng. Loại đầu tiên là bí ẩn chắc chắn. Đây là những bí ẩn đã được chứng minh là có tồn tại trong game, được nhiều người chơi bắt gặp và có đầy video trên mạng để chứng minh. Những bí ẩn nổi tiếng thuộc loại này có thể kể đến như gã sát nhân vô cực, hồn ma trên núi Godo và đĩa bay người ngoài hành tinh. Loại thứ hai là bí ẩn chắc thật. Những bí ẩn thuộc loại này thì rất hiếm gặp nên cũng không có đủ bằng chứng để xác thực sự tồn tại của chúng. Hoặc đây cũng có thể là những thứ kỳ lạ trong game mà chưa ai có thể giải thích được ý nghĩa thật sự của chúng là gì. Những bí ẩn chắc thật nổi tiếng trong GTA 5 như bí ẩn ngọn núi Chiliad, quái thú nửa người nửa dê hay là tiếng cười bí ẩn trong cống ngầm. Loại thứ ba thì là bí ẩn chắc xạo. Loại này thì lại càng khó gặp hơn, lên mạng chỉ tìm được lác đác một vài video nên là không ai có thể phủ nhận hoặc xác nhận sự tồn tại của chúng. Thủy quái Kraken, quái vật đầm lầy hay là anh chàng CJ trong GTA San Andreas đều là những bí ẩn thuộc dạng này trong GTA 5. Loại thứ tư là bí ẩn xạo lìn. Đoạn này thì thôi không cần nói nhiều, đơn giản chỉ là một bản mốt do thanh niên nào đó tạo ra để loài thiên hạ, có thể kể đến như ngôi mộ trên núi của CJ, hồn ma của Trevor hay là Slenderman. Anh em mà thấy video nào khẳng định mấy cái này là có thật thì cứ ăn like cho tôi, bảo là anh Mi Game nói mấy cái này chỉ là xạo lìn thôi. Anh em đã nắm được rồi thì bây giờ mình vào phần chính của video nhá. Anh em cứ yên tâm là những bí ẩn Mi Game trong video này đều có thật trong game. Ai không tin thì cứ bật game lên rồi tới đúng chỗ tôi nói mà tìm. Đầu tiên là hồn ma trên núi Morgo. Nếu lên ngọn núi này trong khoảng thời gian từ 23 giờ tới 0 giờ, anh em sẽ bắt gặp một hồn ma lơ lửng bay trên tảng đá lớn và trên tảng đá có ghi chữ Jock bằng máu. Con ma này có mái tóc đen dài và mặc một chiếc đầm trắng, tạo hình chuẩn oan hồn ma nữ luôn. Hồn ma này không làm hại anh em nhưng nó sẽ biến mất nếu anh em di chuyển lại gần. Ngoài ra tại khu cắm trại dưới chân núi Godo, nếu anh em có mặt ở đây vào tầm khoảng 10 giờ tối trở đi, anh em sẽ nghe được những tiếng rên rỉ ai oán của hồn ma này. Anh em nào yếu tim nghe là xoắn hết cả da quần chứ chẳng đùa đâu. Vậy rốt cuộc hồn ma này là ai và tại sao nó lại vất vưởng hàng đêm như trên núi Godo nhỉ? Sau khi tìm hiểu thì Mi Game phát hiện ra hồn ma này là của một người phụ nữ tên là Jolene Cranley. Bà sinh vào năm 1956 và mất vào ngày 14 tháng 3 năm 1978 khi mới chỉ 22 tuổi. Lúc đó, bà đã kết hôn với một tay diễn viên mạo hiểm tên là John Jock Cranley. Vào khoảng năm 1978, Jolene gặp phải nhiều bất đồng trong cuộc hôn nhân với John. John muốn rời khỏi quê nhà Blaine County để thay đổi mơ ước trở thành một diễn viên mạo hiểm nổi tiếng. Còn Jolene thì lại không muốn rời đi vì phải chăm sóc cho bố mẹ, cũng như là công việc kinh doanh nhà nghỉ của gia đình. Thế nên trong lúc đang hóng gió ở ngọn hải đăng Godo, John đã xô Jolene xuống vách núi, khiến cô thiệt mạng ngay lập tức. Dù bị cảnh sát bắt giữ nhưng John được tại ngoại ngay sau đó vì không có đủ bằng chứng để kết tội hắn ta. Và vì vậy, hồn ma của Jolene xuất hiện mỗi đêm với tên của chồng để kêu gọi công lý và mong ai đó sẽ làm sáng tỏ sự việc. Trong GTA 5 thì người chồng bội bạc của Jolene là một ứng viên trong cuộc bầu cử thống đốc bang San Andreas. Trước khi bắt đầu sự nghiệp chính trị thì Cranley từng là một diễn viên nổi tiếng với bộ phim hành động The Mainframe, một phiên bản nhái của bộ phim Ma Trận Ngoài Đời. Vậy là sau khi ra tay sát hại người vợ, John vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và đạt được ước mơ trở thành nổi tiếng của hắn. Tiếp đến là bí ẩn về những xác người dưới vịnh Paleto. Nếu đi lặn biển ở khu vực phía bắc bản đồ, anh em sẽ thấy 8 xác người được bọc ni lông và xích vào những tảng đá dưới đáy biển. Đây chính là 8 nạn nhân xấu số trong vụ án mạng hàng loạt xảy ra vào năm 1999. Và thủ phạm trong vụ này là Merle Abrahams, một kẻ sát nhân điên loạn được biết đến với cái tên là sát nhân vô cực. Những thông tin về cuộc đời của Merle Abrahams nói chung cũng là khá mơ hồ, chỉ biết là hắn sinh năm 1947 và hắn sống tại khu vực Sandy Shores mà thôi. Không rõ do biến cố gì nhưng Abraham dần trở nên điên loạn và bắt đầu bị ám ảnh bởi con số 8 và sự vô cực. Chắc là do nằm con lô số 08 mà mãi không trúng nên điên luôn.
Theo lời Abrahams, vô cực chỉ là số 8 nằm ngang mà thôi, nên hắn quyết định sẽ giết 8 người để tôn vinh số 8 vô cực. Và đó cũng là lý do hắn được gọi là sát nhân vô cực. Đến năm 1999, Abrahams bắt đầu chuỗi giết người kinh hoàng của hắn. Hắn thảm sát 8 người và phi tan xác của họ xuống biển. Hắn ta bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó và bị đưa vào trại biệt giam Bolingbrook. Còn căn nhà của hắn ở Sandy Shores bị dân chúng phẫn nộ và thiêu rụi. Abrahams chết trong tù vào tháng 12 năm 2004, hưởng dương 57 tuổi. Hắn ta chết khi vẫn chưa được xét xử do xác của 8 nạn nhân tới nay vẫn chưa được cơ quan chức năng tìm ra. Anh em có thể tới thăm nhà của Merle Abrahams ở khu Sandy Shore, Blaine County. Cơ bản ngôi nhà đã bị thiêu rụi rồi nên không có gì nhiều để xem đâu. Gần nhà hắn thì có một tảng đá với những dòng chữ do chính Merle Abrahams viết, mô tả về vụ thảm sát cũng như là sự điên loạn của chính hắn ta. Còn tại trại giam Bolingbrook, nơi Abrahams bị giam giữ cũng có dấu tích của hắn ta với những dòng chữ ghê rợn được viết lên tường. Ở quán ăn Jello Jack-in, anh em cũng sẽ tìm được những dấu chân dính máu xung quanh bàn bia 8B. Đây có thể là hiện trường sát hại một nạn nhân của Abrahams bởi hắn bị ám ảnh bởi con số 8 mà. Cảm hứng cho tên sát nhân hàng loạt này nhiều khả năng đến từ bộ phim Seven ra mắt năm 1995. Trong phim thì hai viên thám tử David Mills do Brad Pitt thủ vai và William Somerset do Morgan Freeman thủ vai phải truy lùng một tên sát nhân hàng loạt cực kỳ nguy hiểm. Những nạn nhân bị giết đều vi phạm 7 tội lỗi chết người trong kinh thánh là tham ăn, ngạo mạn, dâm ô, kiêu căng, lười biếng, tham lam và giận dữ. Bí ẩn tiếp theo là quái thú chân to Bigfoot. Ở ngoài đời, quái thú chân to là tên được đặt cho một loại sinh vật giống như khỉ mà một số người tin rằng sống ở khu rừng Bắc Mỹ. Bigfoot được mô tả trong các báo cáo như một sinh vật như vượn lông lớn, cao khoảng 2-3m, trọng lượng hơn 230kg và được bao phủ trong lớp lông màu nâu sẫm hoặc đen. Thông thường, số lượng các loài phải lên tới hàng chục, hàng ngàn cá thể thì mới phần nào đảm bảo tính đa dạng di truyền, đủ để duy trì sự sống cho loài đó. Như vậy, phải có ít nhất một trường hợp từng bị giết hại, đấy là chưa kể tới những cái chết do tai nạn, bệnh tật hoặc tuổi già. Tuy nhiên, đến nay người ta vẫn chưa tìm thấy bất kỳ cái xác hay bộ phận cơ thể nào của Bigfoot cả. Nên là Bigfoot có thật hay không thì chưa có ai dám khẳng định. Trong GTA 5, thì anh em sẽ gặp được Bigfoot trong nhiệm vụ phụ tên là The Last One. Anh em sẽ phải điều khiển Franklin thì nhiệm vụ này mới kích hoạt nhé. Trong nhiệm vụ này, Franklin sẽ giúp một tay thợ săn vốn đã truy lùng Bigfoot tận 9 năm nay mà vẫn bất thành. Có một điểm thú vị là hai phần GTA San Andreas và GTA 5 phát hành cũng cách nhau đúng 9 năm và Bigfoot cũng được đồn là có xuất hiện trong GTA San Andreas. Sau khi lần theo dấu vết trong khu rừng thì Franklin phát hiện ra Bigfoot và đuổi theo sinh vật này. Nhưng tới khi anh bắt được nó thì hóa ra Bigfoot chỉ là một cha nội mặc đồ cosplay mà thôi. Cơ mà Bigfoot trong GTA 5 không phải chỉ để chôn anh em cho vui đâu, bởi vì nếu biết cách, anh em sẽ được điều khiển Bigfoot đi quậy phá khắp nơi luôn. Trước tiên, anh em phải hoàn thành chuỗi nhiệm vụ truy tìm cái peyote, một loại cần sa gây ảo giác cực mạnh. Anh em ăn vào là tưởng tượng mình là thú vật luôn. Loại cây này chỉ mọc ở vùng hẻo lánh và trong GTA 5 có 7 cây peyote. Để tìm thấy cây peyote, anh em phải hoàn thành 100% game và làm xong nhiệm vụ The Last One ở trên. Sau khi đã ăn đủ 6 cây, anh em cần phải tìm đến khu vực Rayton Canyon vào đúng ngày thứ 3 trong khoảng thời gian từ 5:30 đến 8 giờ sáng và thời tiết lúc đó phải là tuyết rơi hoặc sương mù và úm bà la. Sau khi ăn được cây cần sa thứ 7, anh em sẽ hóa thành chân to. Ngoài chân to ra thì GTA 5 cũng có thêm một sinh vật ghê rợn khác là người sói. Tuy nhiên anh em chơi game bình thường sẽ không bao giờ gặp được sinh vật này đâu mà phải làm nhiệm vụ cơ. Và chỗ nhiệm vụ này lại có liên quan tới con chân to. Sau khi hóa thành chân to, anh em sẽ được nghe một tiếng gầm nghe sợ vãi cả linh hồn. Đi theo hướng của tiếng gầm đó, nó sẽ dẫn anh em tới một cái xác người, xác thú vật hoặc là hiện trường một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Lặp lại việc này khoảng tầm 9 lần hoặc có thể ít hơn nếu hôm đó anh em may mắn, thì tiếng gầm cuối cùng sẽ dẫn anh em tới chỗ của con người sói. Và tới đây, nhiệm vụ sẽ là trong hình dạng của chân to, anh em phải đánh chết được con người sói. Con người sói này cũng hơi trâu, sát thương cũng to nên là anh em nào không muốn try hard thì cứ chỉnh mã bất tử nhá. Cơ mà cứ tưởng tượng cuộc chiến sống chết của hai sinh vật huyền thoại sẽ rất hấp dẫn nhưng không, Rockstar làm hơi chán ở phần này, đánh nhau quờ quào chẳng khác gì hai thanh niên đang cosplay cả. Con người sói này mặc đồng phục thể dục, giống với các trường cấp 3 bên Mỹ. Đây cũng là Easter egg của GTA 5 dành cho bộ phim Teen Wolf ra mắt năm 1985. Bộ phim kể về cậu thanh niên Scott Howard, người được thừa hưởng gen của một người sói từ cha. Và cậu quyết định dùng khả năng người sói của mình để trở thành một siêu sao bóng rổ học đường và đi cưa gái. Tiếp đến là bí ẩn về thiên nhãn, The Eye of the Providence, hay nói đơn giản hơn là có mắt Illuminati. Thiên nhãn là một biểu tượng được dùng bởi hội kín Illuminati cũng như là chính phủ Mỹ. Hội kín Illuminati được giáo sư Adam Weishaupt thành lập vào ngày 1 tháng 5 năm 1776 tại vùng Bayern và thời kỳ khai sáng châu Âu.
Trong 10 năm hội chỉ có tầm 2.000 thành viên, các hội viên đều được tuyển chọn khắt khe từ những thành phần trí thức và quyền quý hay những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng với công chúng. Tuy nhiên đến năm 1785, hội Illuminati đã bị cấm nhưng theo nhiều người thì tổ chức này vẫn còn bí mật hoạt động tồn tại đến ngày nay. Nhìn vào một tờ đô la, anh em sẽ thấy dòng chữ Latin mà dịch ra có nghĩa là thông báo về sự ra đời của một trật tự thế giới mới. Ngày theo số La Mã trên biểu tượng là 1776, đó là năm thành lập của hội kín Illuminati và cũng là năm ra đời của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Người ta tin rằng hội Illuminati chưa hề giải tán mà thực chất tách ra thành nhiều nhóm nhỏ. Ở Anh có hội Fabian và hội Bàn Tròn, ở Mỹ có hội Đồng Ngoại giao. Illuminati còn được xem là có chân trong câu lạc bộ Rome và đằng sau các tổ chức này là một thành phần cốt yếu trong các nhà băng quốc tế, đặc biệt là các tập đoàn tài chính Rothschild và Rockefeller. Các nguyên thủ quốc gia như cựu Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson cũng bị nghi là thành viên của Illuminati. Đồng thời, nhiều nghệ sĩ Âu Mỹ như là Beyoncé, Jay-Z hay là Katy Perry cũng được cho là thành viên của hội nhóm này. Mục đích của Illuminati là chi phối toàn bộ thế giới thông qua các nhà lãnh đạo quyền lực và người nổi tiếng, bí mật truyền đạt những thông điệp của họ qua các chính sách ngoại giao và qua lời bài hát hoặc biểu tượng ẩn giấu trong các clip ca nhạc. Mi Game nghe nói là ở Việt Nam cũng có nghệ sĩ là thành viên của Illuminati đấy. Anh em có suy đoán ra là ai thì hãy bình luận bên dưới nhé. Tôi tin là câu trả lời của anh em cũng sẽ là y chang tôi. Trong game thì ba địa điểm mà người chơi có thể bắt gặp biểu tượng thiên nhãn là đài thiên văn Galileo và bên trong ngôi nhà của hai nhân vật Franklin và Lester. Các thợ săn bí ẩn tin rằng ba thiên nhãn này chính là manh mối để giải mã bức tranh trừu tượng đầy khó hiểu trên núi Chiliad. Đây cũng được xem là bí ẩn lớn nhất của GTA 5, cái bí ẩn mà dân tình đã vò đầu bứt tóc tới tận 7 năm trời mà vẫn méo hiểu rốt cuộc đây là cái quái gì. Tất cả bắt đầu bằng đồ hình khó hiểu trên bức tường của trạm xe cáp ở đỉnh núi Chiliad. Bản đồ này có sự bố trí rất giống với trục và buồng của một kim tự tháp. Ngoài ra, ý nghĩa của biểu tượng bên trong đã được mã hóa, nổi bật nhất là các biểu tượng lớn, hình quả trứng nứt, hình con tàu vũ trụ và một hình người đang bay bằng ba lô tên lửa Jetpack. Và trên đỉnh của kim tự tháp chính là ký hiệu thiên nhãn của Illuminati. Chúng là sự đánh đố đầy hấp dẫn đối với người chơi từ bao năm nay. Một số người chơi suy đoán rằng bản đồ núi Chiliad đang hiển thị một số vị trí quan trọng trong game. Những nỗ lực hiện tại để giải mã bản đồ này tập trung xoay quanh các vị trí đó, nhưng vẫn không ai tìm được lời giải thích rõ ràng cho 3 trong 6 các vị trí được tô đỏ bên dưới. Điều này làm cho việc tìm hiểu gặp bế tắc trong một khoảng thời gian dài. Trên đỉnh ngọn núi Chiliad cũng là nơi đĩa bay người ngoài hành tinh xuất hiện. Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra khi anh em tới đây vào 3 giờ sáng, lúc đó thời tiết phải giông bão và anh em đã hoàn thành tựa game 100%. Tuy nhiên chiếc đĩa bay này chỉ là một hình chiếu 3D bởi súng đạn đều bay xuyên qua và nó sẽ biến mất khi anh em đứng quá gần. Mi Game cũng như là cộng đồng GTA tới nay vẫn chưa thể xác định được chiếc đĩa bay này có liên quan như thế nào tới hình vẽ bí ẩn kia. Đến bản cập nhật Gun Running ra mắt vào ngày 13 tháng 6 năm 2017, anh em sẽ mở khóa được một nhiệm vụ bí mật, trong đó người ngoài hành tinh sẽ xâm nhập trái đất nhưng đĩa bay của họ bị rớt. Anh em sẽ phải tiêu diệt người ngoài hành tinh và cướp đi những quả trứng của người ngoài hành tinh. Xung quanh bãi chiến trường, anh em cũng sẽ thấy được xác của quân đội và các nhà khoa học, chứng tỏ rằng có bàn tay của chính phủ trong cuộc chiến với người ngoài hành tinh. Vấn đề là nếu chỉ chơi GTA 5 một cách thường thì người chơi sẽ không thể nào biết đến sự tồn tại của nhiệm vụ này. Cũng vì lẽ đó mà bí mật Chiliad dù đã 7 năm tuổi, nhưng các mắt xích để giải thích nó vẫn chưa bao giờ được tìm thấy. Cho đến bản cập nhật The Doom Days 2, ra mắt vào ngày 12 tháng 12 năm 2017, Rockstar đã thêm vào game một hầm chứa ẩn sâu trong lòng núi Chiliad. Nơi đây ẩn giấu một kho vũ khí khổng lồ, các phòng ban chính phủ và còn cả một bệ phóng tên lửa. Nhiệm vụ lần này sẽ yêu cầu anh em thâm nhập vào bên trong căn cứ quân sự để tiêu diệt tay tỷ phú điên rồ Avon Hess trước khi hắn kịp phóng đi quả bom nguyên tử nhằm nhấn chìm cả thế giới trong thảm họa hạt nhân. Và chiếc jetpack đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong nhiệm vụ này. Tuy nhiên, nếu nhiệm vụ mới ứng với hình người lái jetpack và nhiệm vụ trước đó thì ứng với quả trứng vỡ, nghĩa là vẫn còn một nhiệm vụ chưa thấy tung tích. Và kể từ sau Doomsday 2 cho tới nay, Rockstar vẫn chưa đá động gì đến nhiệm vụ cuối cùng này. Dù vậy, cộng đồng vẫn tin rằng bí ẩn về Chiliad sẽ vẫn còn tiếp diễn. Và chắc chắn đây sẽ là một bí mật động trời khiến người chơi kinh ngạc mà Rockstar dày công xây dựng. Nhiều người tin rằng những ai giải mã được bí ẩn núi Chiliad sẽ được Rockstar mời chơi trước bản beta của GTA 6 vốn đang được phát triển trong suốt 2 năm nay. Nên là anh em xem xong video thì nhớ bật GTA 5 lên cùng với Mi Game lùng sục núi Chiliad, biết đâu ăn hên lại giải mã được thì sao? Và đó cũng là những bí ẩn ghê gớm nhất của GTA 5 mà Mi Game tổng hợp được. Anh em đã khám phá hết được những bí ẩn này chưa? Nếu chưa thì còn chờ gì mà không ấn nút like và đăng ký kênh cho Mi Game nào? Video bổ ích như vậy thì thôi chứ. Và nếu các bạn muốn tụi mình làm thêm về bất kỳ tựa game nào, đừng ngại ngần mà hãy để lại comment cho tụi mình biết. Và đừng quên khung giờ 18 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.